lưu lại demo function. Rồi bây giờ chúng ta sẽ viết hàm tổng 1. Tổng 1 hiện nay chúng ta có là không có giá trị trở về, không có tham số đầu vào. Rồi nếu vậy chúng ta muốn tính tổng thì vào trong này chúng ta phải nhập mới có cái để tính. Nếu không nhập không có cái để tính, không có cái gì để tính cả. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ khai báo hai biến A và B. Và chúng ta sẽ nhập ở đây. CL. Nhập vào hai số. Nhập hai số cùng lúc cho nó nhanh. CIN. A. B. Như vậy, chúng ta sẽ nhập vào hai số A và B. Được không? Mình có được hai số A và B rồi. Bây giờ, nhiệm vụ của mình là xuất ra A cộng B bằng mấy? Vậy thì mình xuất ra CL. Tổng. Tổng. 2 chấm. A. Cộng B bằng A cộng B. Rồi các bạn hình dung được cái câu là số 8 làm gì cho mình không? Câu lệnh số 8 xuất chuỗi số, chuỗi số, chuỗi số xen kẽ với nhau nhé, được nối nhau bằng một dấu nhỏ hơn hai lần. Và để sử dụng được cái hàm tổng 1 thì chúng ta chỉ cần gọi tổng 1 hết. Chúng ta chỉ cần gọi như vậy thôi. Bởi vì hàm này không có giá trị trả về, cũng không có tham số đầu vào, thì chúng ta chỉ cần gọi tổng 1 hết. Và khi các bạn viết lệnh thì nhớ có bạn lúc nãy viết lại đưa cái void này vô trong này luôn. Có bạn viết vậy đó. Đưa cái void này. Đưa cái tổng 1 này vô trong này luôn. Bạn không chú ý gì hết. Viết hàm là phải viết bên ngoài main. Còn gọi hàm thì gọi bên trong main. Nhớ nha, cái này là hàm main, là không có viết gì trong này hết nha. Theo các bạn, vậy chương trình đã chạy được chưa? Chưa thầy. Thiếu gì nào? Thiếu tổng 1. Tổng 12 thầy. À, khoan khoan khoan, đây là tổng 1. Rồi, thiếu gì nào? Thiếu using namespace. À, đúng rồi. Mình phải khai báo using. Ok, rồi, chạy thử nha, biên dịch trước. Rồi, không có lỗi, chạy. Lúc này, nó yêu cầu mình nhập vào hai số, 5 cách ra 6, enter, tổng 5 cộng 6 bằng 11. Mình thấy cái đoạn xuất của mình chưa? Đây. Tổng là 5 cộng 6 bằng 11. Được không? Dễ không? Dễ không mấy đứa? Ổn ha? Rồi, tức ở đây mình viết chương trình trước hàm main thì mình gọi luôn. Nhưng mà nếu mà bạn viết chương trình trước hàm main á thì có thể bạn viết rất nhiều chương trình con, nó đẩy cái hàm main mình xuống xa lắm. Và như vậy thì đến lúc mà mình đọc code á, nó không tốt, nó không hay, đúng không?
Bởi vì một chương trình con của mình có thể là viết 10 dòng, 20 dòng, 100 dòng, 1000 dòng. Mà nó đẩy cái men mình đi đâu mình cũng không tìm thấy luôn. Cho nên thường người ta sẽ không viết như vậy. Người ta sẽ đẩy cái này xuống dưới. Phía sau men luôn nhé. Nhớ là sau men nha mấy đứa. Chương trình con là lúc nào cũng sau men nha. Nha, chứ không được mà để trong men nha. Ok. Rồi, nếu mình viết như thế này á thì mình biên dịch. Nó sẽ nói rằng: "Ủa, tổng một này ở đâu mà anh lại gọi? Tôi chưa thấy tổng một mà." Đúng không? Cho nên muốn làm được việc này thì bạn đưa cái phần này người ta gọi là cho phép biên dịch. Nó hình dung trước là chương trình của mình có chương trình con. Có chương trình con. Ở đâu là ta? Cái đó từ từ đây. Cái gọi là nguyên mẫu hàm. Nguyên mẫu hàm. Tức là mình định nghĩa trước mà không biết gì hết. Ha, prototype, định nghĩa trước mà không biết gì hết. Rồi sau đó ở phía sau men mình mới viết. Như vậy thì ở trong này đơn giản là chúng ta chỉ cần định nghĩa trước đi. Định nghĩa trước. Chấm phẩy, không viết gì hết. Xuống dưới rồi mới viết. Rồi, chạy lại. Ổn ha, không có lỗi gì hết. Được chưa? Được không nào? Được rồi. Được nha. Mình viết khai báo prototype ở trên. Sau đó là đến hàm main. Sau đó rồi mới đến chương trình con là nằm phía ngoài main nha. Prototype cũng nằm phía ngoài main nhưng phía trên. Chương trình con thì nằm phía bên ngoài của main mà phía dưới. Được không? Như vậy chỗ này để mà mình viết thêm mấy cái tổng nữa thì thầy sẽ cho nó xuất ra tổng 1 để mình làm gì? Để mình biết là mình đang gọi cái hàm tổng 1. Để tí nữa đến tổng 2, tổng 3 mình mới dễ thấy. Được không? Tổng 1. Rồi, chấm phẩy. Bây giờ chúng ta sẽ đi viết tổng 2. Tổng 2 của chúng ta cũng là void. Tổng 2. Nhưng có hai giá trị. Hai giá trị tham số ở bên trong. Tổng 2 void có hai giá trị tham số ở bên trong. Và chúng ta xuống đây, chúng ta cũng viết cái hàm tổng này. Viết ở dưới này tổng 2 mở ngoặc đóng ngoặc, chúng ta viết tổng 2. Như vậy tổng 2 này mình đã có được AB chưa? Có AB chưa? Có chưa miếu đơ? Chưa. Có rồi đúng không? Vậy có nhập nữa không? Không. Không cần nhập. Vậy xuống đây, mình chỉ cần xuất tổng là xong rồi. Rồi, xong việc của tổng 2. Có A rồi, có B rồi. Đâu cần nhập nữa đâu. Vậy mình đã xong tổng 2 rồi. Vậy lúc này, mình sẽ gọi tổng 2 như thế nào? Ở trong hàm main. Mình sẽ gọi tổng 2 như thế nào? Được chưa? Mình gọi tổng 2 như vậy được không? Được.
chứ tham số tham số này. Mình phải chuyển chuyển vào mình muốn tính tổng cho ai AB. Ví dụ mình muốn tính tổng cho 6, 8 thì nó chỉ tính tổng cho 6, 8 thôi, đúng không? Nó chỉ tính tổng cho 6, 8 thôi. Chỗ này mình sẽ xịt N cho nó rớt xuống dễ thấy. Chạy lại. Rình. Cái này là tổng 1. 5, 8, 13. Chỗ này tổng 2 thì chưa sửa. 6 cộng 8, 14. Chỗ này là tổng 2. Rồi, mình viết tổng 2. Bây giờ tổng 3. Tổng 3 thì giống tổng 1. Nhưng mà kiểu trả về là kiểu in. Đây mình ghi tổng 3. Không có kiểu, không đầu vào. Chỉ có đầu ra thôi. Vậy tổng 3 thì giống tổng 1. Thì mình lấy lại tổng 1 đi. Lấy lại tổng 1 bởi vì tổng 3 giống tổng 1 mà. Rồi sao nữa? Sửa cái gì đây? Sửa cái này thành in. Cái này thành tổng 3. Nhập AB. Rồi chỗ này có xuất không? Tổng 3 thì mình có xuất không? Không xuất. Nhưng mình làm gì? Nhưng mình làm gì đối với tổng 3? Return. Return ha. Return. Return gì đây? Return tổng này. Tổng đâu có return. Return A cộng B. Thầy viết khác trong slide tí thì các bạn tự biết khác chỗ nào nha. Nha. Thầy viết khác, thầy cố tình viết khác trong slide đó. Thì các bạn copy của thầy xong các bạn xem lại slide. Trong slide thì người ta khai báo thêm một biến tổng. Sau đó người ta tổng bằng A cộng B. Rồi người ta mới return tổng. Thì thay vì làm vậy dài dòng quá, mình đâu có cần làm gì dài vậy. Return A cộng B luôn. Thì có giống nhau không? Giống không mấy đứa? Nó đỡ khai thêm một biến nữa. Đâu cần khai biến tổng làm gì. Có A có B rồi thì return A cộng B là xong rồi. Có biến tổng thêm làm gì. Hiểu được không? Alo. Hiểu không nào? Được rồi. Rồi. Hàm tổng 1 thì xuất có CL để xuất. Hàm tổng 2 cũng có CL để xuất. Vậy hàm tổng 3 không xuất. Vậy thì xài nó bằng cách nào đây? Tổng 3 xài bằng cách nào đây? Tổng 3. Thầy gọi nó. Tổng 3. Không có tham số truyền vào. Được chưa? Gọi vậy được chưa? Gọi vậy được không? Bởi vì tổng 3 đâu có tham số truyền vào đâu. Vô trong mới nhập mà. Chạy thử nha. Chạy thử nè. Vô trong mới nhập mà. Đây là tổng 1. Tính sau. Bây giờ tổng 3 nè. Nó mới bắt đầu hỏi nè. Nhập vào hai số. Mình nhập 8, 9, 8. Ok. Ủa tổng 3 nó tính chưa vậy? Tính chưa? Chưa. Chưa tính. Tính chưa? Return A cộng B rồi sao chưa tính? Tính rồi nhưng mà chưa có câu lệnh để xuất cái giá trị A cộng B đó ra. Vậy làm sao để xuất đây?
nên sao đề xuất? Thì ngay chỗ này các bạn sẽ phân biệt được tổng 1 và tổng 3. Tổng 3 nó đã trả giá trị về tên hàm, cho nên trong này mình không có xuất. Mà cái hàm tổng 3 này nó giống như một biến. Nó giống như một biến. Cho nên mình gọi cái biến thì nó không có ý nghĩa gì hết. Mình phải dùng cout để mình xuất cái biến này ra. Đó, cout để xuất cái biến này ra. Nhưng nếu mình xuất như vậy thì có lẽ như mình không hình dung được đây là gì. Thì mình xuất thêm một cái câu thông báo. Kết quả. Tổng 3. Mình có xuất AB chỗ này được không ý đứa? Mình có muốn làm giống như tổng 1, tổng 2 là A cộng B bằng bao nhiêu không? Được không? Đối với tổng 3 mình có làm được việc đó không? Không nhé. Bởi vì tổng 3 nó nhập A nhập B ở bên trong hàm tổng 3. Sau đó thì nó trả về cho mình duy nhất một kết quả là A cộng B bằng mấy thôi. Còn A cộng B sau khi kết thúc hàm tổng 3 nó không có. Cho nên mình muốn lấy A lấy B thì hiện tại, tại thời điểm này mình chưa lấy được. Mình chỉ lấy được A cộng B bằng mấy thôi. Ha, tùy theo cái chương trình. Nhưng nếu mà trong tổng 3 mà bạn để công suất này thì lại không ổn. Tại vì có những cái mà mình cần tính tổng thôi, mình không cần xuất. Cho nên những cái mà trả về như thế này thì thường là sẽ không có công suất ở bên trong. Chú ý cái này nha, để mình vận dụng cho nó đúng. Chạy lại. Tổng 1. Tổng 2 nó tự tiến. Tổng 3. Tổng 3 6 cộng 7 bằng 13. Thấy ổn không ta? Ổn không? Đến đây có nhanh quá hay chậm quá hay là thế nào? Alo. Thầy thôi miên hết rồi hả? Alo, alo. Ổn. Thầy là hả? Ổn thầy. Ừ, tưởng đâu thầy là một pháp sư thôi miên, giờ mấy đứa ngủ hết rồi chứ. Rồi, tổng 4 của mình giống tổng nào? Mình nên copy từ cái tổng nào? Copy tổng 3 thầy. Copy tổng 3. Nên copy tổng 2, đúng không? Và tổng này mình khai báo là in. Đó, tổng 4 của mình nó vậy. Vậy thì mình sẽ viết cái hàm tổng 4 này như thế nào? Tổng 4 giống tổng 2. Tổng 4 giống tổng 2. Vậy cái hàm tổng 4 này viết làm sao đây? Kiểu in tổng 4. Chỗ này mình có xuất không? Không xuất. Nhưng mình làm gì? Làm gì đây? Kiểu trả về là in. Thì mình sẽ return A cộng B. Thấy đơn giản hơn cái đoạn code mà trong slide không? Trong slide. Người ta muốn mình rõ ràng khai báo một biến tổng, rồi vô đó tổng bằng A cộng B, rồi mới return tổng. Nhưng mà làm như vậy không cần thiết, bởi vì mình chỉ có mỗi nhiệm vụ là tính được tổng A cộng B hết. Cho nên vô đây mình return A cộng B là xong. Được không mấy đứa? Hola. Alo. Được không? Được không? Được thầy ơi. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ sử dụng tổng 3, tổng 4
như thế nào? Tổng 4. Tổng 4. Kết quả tổng 4. Chỗ này tổng 4. Cái tổng 4 này nó vừa giống tổng 3 là nó có kết quả trả về, mà nó vừa giống tổng 2. Vậy thì mình gọi hàm là gọi giống tổng 3, nhưng mình đưa tham số vào giống tổng 2. Hiểu không? Hiểu mấy đứa không? Mấy đứa hiểu không? Hiểu. Ok, hay là echo? Ok. Rồi, ok. Mình có thể sử dụng cái tổng 4 lần 2 bằng cách mình không có đưa số 89, mà mình sẽ gọi, này thử lần 2. Bây giờ chỗ này mình không tính 89, nhưng mình nhập. Mình khai báo hai biến, sau đó mình sẽ nhập hai biến này vào. Cin xi. Bây giờ mình không tính tổng 89 nữa, mà mình tính tổng là x phẩy y. Các bạn thấy có gì lạ không? Tổng 4, mình xây dựng là gì? X y là AB, nhưng lúc mình gọi, mình lại gọi x y, có được không? Không. Được hả? Được. À, cái tổng lúc mình xây dựng cái biến A và B này chỉ tạm mượn danh để giữ cho mình giá trị in. Còn chỗ này mình không gọi là A mà mình gọi là Hồng. Gọi một đứa bồ là Hồng, một rớt là Thúy. Thì chỗ này tổng là bằng Hồng cộng Thúy. Chỉ có giá trị ở trong tổng 4 thôi. Còn Hồng hay Thúy thì đều là kiểu in. Thì miễn làm sao bạn truyền vào đây kiểu này là kiểu in là được. Còn X, Y hay là A, B, C, D, E, F gì cũng được. Miễn cái này là số nguyên là được. Nó chỉ quan tâm là số nguyên hay số thực hay là kiểu chữ, kiểu test. Còn tên gì nó không quan tâm. Được không? Ừ. Khi gọi Hồng Thúy có đụng đến bồ của đứa nào không? Có làm phân tâm không học được không? Không thầy, không thầy. Nhiều khi đang học có tự nhiên thầy nhắc Hồng một phát. Sao xuyến, xuyến sao? Rồi, lần 2. Như vậy lần 1 là khác. Lần 2 thì mình gọi, mình làm nó khác một tí. Để cho các bạn thấy cái cách mình gọi hàm, cách mình sử dụng hàm nó khác nhau. Cũng một hàm đó mà mình đưa số trực tiếp, hay là mình lấy một số nhập từ bàn phím để mình tính. Ví dụ chỗ này 1, 2, Enter. 1 cộng 2 bằng 3. Còn cái tổng 2 hồi nãy mình để chết luôn rồi, 6 cộng 8. Bây giờ tổng 3 mình cho là 4, 5. Và tổng 4 lần 1 thì mình cũng để chết luôn rồi. Ha. Bây giờ tổng 4 lần 2 mình nhập vô 7, 8. Thì tổng 4 lần 2 nó sẽ là 7, 8, 15. Được chưa nào? Bây giờ đoạn code này thầy cho các bạn code luôn. Nhưng khi các bạn code, đừng bao giờ gõ từ dòng 1 cho đến dòng 55. Đừng gõ kiểu vậy nhé. Nhớ nha, đừng bao giờ nhìn code của thầy mà gõ từ 1 cho đến 55. Mà các bạn phải làm gì?
phải làm sao mấy đứa? Ngồi rồi suy ra thôi. À, như vậy thì mình cứ viết men trước. Mình cứ viết men trước. Chưa có gì hết. Sau đó mình khai báo tổng 1. Mỗi tổng 1 thôi nhé. Sau đó có tổng 1. Được chưa? Có tổng 1 xong. Gọi tổng 1. Chạy thử. Đừng đụng gì đến tổng 2. Mình phải chạy được tổng 1 cái đã. Mình hình dung được. À, viết tổng 1 như thế nào. Một cái hàm mà không có trả về, không có tham số đầu vào, thì mình viết ra làm sao. Gọi xong tổng 1, chạy được. Lúc đấy mình đi viết tổng 2. Viết tổng 2 xong, gọi được tổng 2, sử dụng được hàm tổng 2. Thay vì chỗ này mình nhập số 68 thì mình có thể sử dụng nhập hai số để mình lấy x y mình đưa vô đây để cho nó tính tổng 2. Tức là mình phải điều khiển được cái code mà mình mong muốn. Tổng 2 xong, mình viết qua tổng 3. Tổng 3 là hàm có kết quả trả về nhưng không có tham số đầu vào. Vậy thì lúc này mình viết tổng 3 như thế nào? Và lúc mình gọi tổng 3 để sử dụng được cái tổng 3 này thì gọi làm sao? Thì các bạn phải hình dung từ 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 từng cái một. Đừng có viết từ 1 đến 55. Nhé. Code thầy cho sẵn nhưng đừng viết theo thầy. Mà phải viết theo mình hiểu, theo mình nghĩ. Đến chỗ nào, ví dụ lúc đầu bạn viết tổng 1, xong bạn không nhớ tổng 1 viết làm sao, quay qua xem mỗi cái phần tổng 1 thôi. Đừng xem chỗ khác. Xong rồi, quay trở lên, xem tổng 1 được gọi như thế nào thì chỉ xem dòng 12 và dòng 13 thôi. Đừng xem chỗ khác. Này, xem có thì xem từ đây thôi. Xem từ dòng 33 cho đến dòng 38. Sau đó, muốn sử dụng, xem từ dòng 12 đến dòng 13. Không xem chỗ khác. Xem dòng số 4 để định nghĩa prototype cho nó. Được chưa? Cho nên, mình làm xong tổng 1. Rồi bây giờ mình hình dung đến tổng 2. Thì chỉ có nhìn dòng 5 là tổng 2. Rồi nhìn đến đâu nữa? Dòng 40 đến 42 là của tổng 2. Và sau đó nhìn tổng 2 là dòng 15, dòng 16. Mình có thể gọi tổng 2 của 68 hoặc là mình có thể gọi tổng 2 của hai số mà mình nhập từ bàn phím. Nếu mình muốn nhập từ bàn phím thì mình sử dụng dòng 25 và dòng 26. Đó, tức là mình phải control được code. Mình phải điều khiển được cái mình nghĩ là gì. Mình viết ra cái gì? Được không? Chúng ta gọi là phải control được kiến thức đó. Phải điều khiển được kiến thức, phải quản lý được kiến thức. Chứ không phải là học vẹt. Học vẹt không bao giờ tiến bộ. Mà phải làm từ từ, từng bước, từng bước, từng bước, từ cái nhỏ 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 nhỏ. Mình mới xây dựng lên được cái lớn được. Nhá. Thầy sẽ cho code các bạn, nhưng không được viết từ 1 đến 55. Nhớ nha, test từng phần một. Demo function. Thầy chỉ dùng lại cái tên thôi nha, chứ nó in ra là dạng PDF. Thầy sẽ tạm dùng lại cái tên thôi. Chứ cái đuôi nó in ra là PDF. Không sao, nó stop cái này không sao. Tại vì nó vậy đó, chứ tí nữa nó vẫn in bình thường. Chúng ta xem trong này. Nó vẫn in cho mình. Đây, PDF nha. Rồi, ok. Thầy sẽ gửi cho các bạn cái này.